Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, bão Hai Cui, bão số 11 đổ bộ vào huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến và huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm thứ Ba sau khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc. Tin bão mới nhất của China Daily cho hay, tới ngày thứ Tư, bão số 11 đã khiến 2 người chết và 1 người mất tích. Một xe cứu hỏa ở huyện Vĩnh Thái, tỉnh Phúc Kiến bị nước lũ cuốn trôi trong quá trình cứu hộ chở 9 người. Tính đến sáng thứ Tư, có 8 người đã được tìm thấy, trong đó có 2 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 1 người mất tích. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán huyện Vĩnh Thái, giới chức Trung Quốc đang phát cảnh báo về tác động kéo dài của bão số 11 ở một số khu vực. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý, bão Hai Cui, bão số 11 sẽ tiếp tục mang gió mạnh và mưa lớn đến các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc, trong đó có các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây và Hồ Nam. Dự báo, những khu vực này sẽ có mưa lớn kéo dài với khả năng mưa xối xả ở các khu vực ven biển. Tin bão mới nhất của weather.com.cn cảnh báo, việc bão Hai Cui di chuyển chậm làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài và lượng mưa ở một số vùng của Phúc Kiến có thể phá kỷ lục của địa phương trong cùng kỳ. Bão Hai Cui, cơn bão thứ 11 ở Trung Quốc trong năm nay, đổ bộ vào khu vực ven biển huyện Đông Sơn của Phúc Kiến vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ Ba, mang theo gió giật lên tới 72 km/h ở gần tâm bão. Do ảnh hưởng của bão số 11, Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến ghi nhận lượng mưa lớn từ 6 giờ sáng ngày thứ Hai đến 6 giờ sáng thứ Ba, trong khi lượng mưa trong 24 giờ ở những khu vực như Vĩnh Thái vượt quá 300mm. Tin bão mới nhất của Reuters cho hay, hoàn lưu bão Hai Cui đổ bộ vào Đông Nam Trung Quốc sáng thứ Tư gây lũ lụt và ngập úng, buộc các thành phố ở tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Theo các quan chức thời tiết, lượng mưa ở Phúc Châu đã phá kỷ lục 12 năm và khiến 49 hồ chứa nước vượt quá sức chứa. Hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại. Gần 4.195 ha đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại 552 triệu nhân dân tệ, khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Theo Reuters thông tin, theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nước lũ tràn xuống đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía Nam cuốn trôi xe máy, thùng rác khiến ô tô mắc kẹt. Phúc Châu đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 554mm hôm thứ Ba, với lượng mưa kỷ lục hàng giờ gần 150mm. Lượng mưa này vượt kỷ lục mà bão số 4 gây ra khi cơn bão này quét qua Phúc Kiến, gây lũ lụt và thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Đầu tuần này, Phúc Châu đóng cửa các tuyến tàu điện ngầm và đình chỉ dịch vụ tàu hỏa, trong khi các trường học đóng cửa. Lũ lụt xảy ra tại nhiều thành phố ở Phúc Kiến cho thấy năng lực của hệ thống thoát nước đô thị và các cơ sở hạ tầng khác còn nhiều vấn đề phải xử lý. Tờ The Paper dẫn lời quan chức Phúc Kiến, ông Trần Văn Dung. Ông Trần cho biết cần phải giải quyết tình trạng ngập úng ở cả những thành phố cũ và khu đô thị mới. Phủ Điền và Tuyền Châu nằm trong số 6 thành phố ở Phúc Kiến được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi những khu vực có khả năng ảnh hưởng bởi lũ nặng nề. Mưa lớn dự kiến kéo dài đến ngày 26 tháng 9 ở các khu vực trung tâm và phía nam tỉnh Phúc Kiến, nơi cơn bão số 11 đổ bộ vào sáng thứ Ba. Sau khi đổ bộ Trung Quốc, bão số 11 đã suy yếu và giảm cấp thành bão nhiệt đới. Mưa dữ dội do hoàn lưu bão số 11 trút xuống miền Đông Nam Trung Quốc ngày thứ Tư gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão số 4. Theo Reuters, lũ lụt và ngập úng buộc các thành phố ở tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng dịch vụ tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và hàng chục nghìn người phải sơ tán. Các quan chức thời tiết cho biết lượng mưa đã phá vỡ kỷ lục 12 năm ở thủ phủ tỉnh Phúc Châu, khiến 49 hồ chứa vượt qua giới hạn lũ. Hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại và gần 4.195 ha đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại tới 552 triệu nhân dân tệ, khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, nước lũ tràn xuống các đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía Nam, cuốn trôi xe máy, đồ đạc, thùng rác. Các phương tiện truyền thông đăng tải hình ảnh cho thấy ô tô bị nhấn chìm trong nước, đường phố biến thành sông, thậm chí có người bơi trong nước lũ, các cửa hàng và căn hộ bị bỏ hoang. Các vụ lở đất tồi tệ, bản tin dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng cho hay,
Phúc Châu hứng chịu lượng mưa tích lũy lên tới 554mm, với lượng mưa kỷ lục hàng giờ gần 150mm. Theo truyền thông Trung Quốc, con số này đã vượt qua lượng mưa do bão số 4 mang lại, vốn quét qua Phúc Kiến, gây lũ lụt và thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Phúc Châu đóng cửa các tuyến tàu điện ngầm và đình chỉ dịch vụ tàu hỏa, trong khi các trường học đóng cửa ngày thứ hai. Lũ lụt đã tấn công nhiều thành phố ở Phúc Kiến, cho thấy sự mong manh của hệ thống thoát nước đô thị và các cơ sở hạ tầng khác. Tờ The Paper dẫn lời một quan chức tỉnh, Trần Vân Dung, cho biết. Trần Vân Dung nói cần phải giải quyết tình trạng ngập úng ở cả thành phố cũ và khu đô thị mới. Phủ Điền và Tuyền Châu nằm trong số 6 thành phố khác ở Phúc Kiến được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất. Chính quyền tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 9 ở các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh, nơi bão Hakui đổ bộ sớm vào ngày 5 tháng 9 trước khi suy yếu và giảm cấp. Do hàn lưu bão số 11, mưa lớn xối xả bất ngờ trút xuống Hồng Kông, Trung Quốc đêm ngày 25 tháng 9, gây lũ lụt nghiêm trọng trong trận đại hồng thủy tồi tệ. Theo SCMP đưa tin, cơ quan dự báo thời tiết đã phát cảnh báo mưa bão màu đen, mức cao nhất. Chính quyền Hồng Kông thông báo trước 6 giờ ngày 26 tháng 9 rằng các trường học cả ngày sẽ đóng cửa trong ngày, đồng thời kêu gọi người sử dụng lao động ưu tiên an toàn cho nhân viên và áp dụng các biện pháp sắp xếp công việc hợp lý và linh hoạt theo cảnh báo bão cấp 8 trong thang 10 cấp. Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường phố Hồng Kông biến thành sông chảy xiết và người dân bị cuốn vào lũ lụt khắp thành phố, trong khi một clip cho thấy cảnh ga tàu điện ngầm ngập trong nước. Đài quan sát khí tượng Hồng Kông cho hay, lượng mưa 158mm đã trút xuống trong khoảng thời gian từ 23 đến 24 giờ là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ khi dữ liệu được bắt đầu lưu vào năm 1884. Tại Cửu Long và Tân Giới, lượng mưa hơn 200mm được ghi nhận từ 18 đến 24 giờ. Cảnh báo màu đen biểu thị rằng lượng mưa vượt quá 70mm một giờ được đưa ra lúc 23 giờ 05 phút lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021, thay thế cho cảnh báo đỏ được đưa ra vào lúc 21 giờ 50 phút. Cảnh báo màu hổ phách, mức thấp nhất trong hệ thống 3 cấp được đưa ra chỉ 25 phút trước đó. Đài quan sát cho biết mưa lớn đặc biệt ảnh hưởng đến khu vực phía bắc của Tân Giới, bao gồm Thượng Thủy, Đại Quế Linh và khu vực Sa Đầu Giác. Cơ quan này cảnh báo mưa lớn đã và có thể tiếp tục gây ngập lụt đường bộ và ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, KMB, Long Winbus và Citybus tạm dừng tất cả các chuyến xe buýt qua đêm để đảm bảo an toàn cho hành khách và tài xế. Trong một bài đăng trên Facebook vào đầu giờ sáng, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu viết: "Tôi rất lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Hồng Kông." Ông kêu gọi người dân hãy ở nơi an toàn, đồng thời cho biết nhiều cơ quan chính quyền đang hành động để giải quyết tình hình ở những khu vực bị ảnh hưởng. Những trận mưa như trút nước bất ngờ gây ra lũ quét khắp thành phố, trong đó quận phía đông cũng nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước tràn cả vào một chiếc xe buýt gần đường Sài Loan, nước ngập đến mắt cá chân bên trong chiếc xe 2 tầng. Nhưng chiếc xe vẫn cố gắng vượt qua những con đường ngập nước mà không bị hỏng hóc. Các con đường ở Causeway Bay và Tin Hau cũng bị ngập. Nước mưa tràn vào tòa nhà 2 tầng gần Happy Valley. Mưa cũng tràn vào đường hầm Xuyên Quảng, một trong những tuyến đường huyết mạch giữa đảo Hồng Kông và Cửu Long, buộc các phương tiện phải giảm tốc độ đáng kể khi di chuyển qua vùng nước sâu hàng cm. Ở phía đông Cửu Long, đường Lung Chiung gần Temple Mall ở sông Tai Sin bị ngập lụt nghiêm trọng. Một đoạn clip trực tuyến cho thấy một chiếc ô tô bị lũ cuốn ngược về phía sau ít nhất 10 mét. Lượng mưa kỷ lục gây lũ lụt ở Hồng Kông chỉ vài ngày sau khi thành phố tránh được thiệt hại lớn do siêu bão số 11. Đầu tuần này, bão số 11 đã tàn phá đảo Đài Loan, Trung Quốc trước khi vượt qua eo biển và đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục hôm thứ Ba. Đài quan sát Hồng Kông cho biết trận mưa kỷ lục gây trận đại hồng thủy mới nhất là do hoàn lưu bão Haikui gây ra. Mưa lớn cũng được báo cáo tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của Trung Quốc. Theo các quan chức Hồng Kông, Thâm Quyến xả nước từ các hồ chứa dẫn đến lũ lụt ở các khu vực phía Bắc Hồng Kông. Miền Nam Trung Quốc đã bị hai cơn bão liên tiếp tấn công vào cuối tuần trước, bão số 9 và bão số 11, mặc dù Hồng Kông không bị bão đổ bộ trực tiếp. Hàng chục triệu người ở các khu vực ven biển đông dân cư ở miền Nam Trung Quốc đã trú ẩn trong nhà trước những cơn bão. Các chuyên gia cho biết, biến đổi khí hậu đã làm tăng cường độ của các cơn bão nhiệt đới với lượng mưa nhiều hơn và gió giật mạnh hơn, dẫn đến lũ quét và thiệt hại ven biển. Tính đến 14 giờ ngày Chủ nhật, hơn 9.300 hộ gia đình ở huyện Đài Đông và Hoa Liên bị mất điện.
theo nhà cung cấp điện Thai Power. Công việc sửa chữa đang được tiến hành, theo bản tin dự báo bão của CWB. Bão số 11 đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 7 km/h, với sức gió lên tới 155 km/h, giật trên 171 km/h. CWB cho biết, Hakui là cơn bão đầu tiên trong 4 năm đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan và dự kiến sẽ mang theo lượng mưa lớn đến các khu vực phía Đông. Cơn bão lớn gần đây nhất tấn công Đài Loan là bão Bailu vào năm 2019, đổ bộ vào huyện Bình Đông trong thời gian ngắn vào cuối tháng trước. CWB cảnh báo lượng mưa lớn từ bão số 11 có thể gây ra lũ quét và lở đất ở nhiều nơi trên Đài Loan. Huyện Hoa Liên, miền núi có thể chứng kiến tổng lượng mưa hơn 500mm. Trước đó, cơn bão được dự kiến sẽ đổ bộ gần Đài Đông ở phía Đông Nam vào khoảng 17 giờ ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Nhà dự báo của CWB Liu Yuchi cho biết, bão số 11 dự kiến sẽ di chuyển vào eo biển Đài Loan trong đêm ngày Chủ nhật và sau đó giảm tốc độ, có nghĩa là vành đai của cơn bão có thể chỉ rời khỏi Đài Loan vào tối thứ Hai. Tính đến 7 giờ sáng ngày Chủ nhật, hơn 2.800 cư dân ở 7 thành phố và huyện đã được sơ tán. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, ít nhất 86 người bị thương do một cơn bão khác là Sao La đổ bộ vào thành phố sau khi đi qua vùng đông bắc Philippines. Trong bản tin dự báo thời tiết ngày thứ Bảy, chính quyền Hồng Kông cho biết họ nhận được hơn 1.500 báo cáo về cây đổ, 21 trường hợp lũ lụt và 2 báo cáo về lở đất. Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy và gián đoạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.